những phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu. Mời các bạn cùng xem nhé. Tránh cười, nói chuyện quá to hay nhìn chằm chằm vào người khác. Đừng dùng loa ngoài khi nói chuyện, trừ khi đang không thể cầm được điện thoại trên tay. Vặn nhỏ âm thanh khi xem video, nghe nhạc hay chơi game ở nơi đông người, tốt nhất là bạn nên có tai nghe. Các lái xe nên nhớ rằng, hành động đi nhanh qua vũng nước làm bắn lên người qua đường thực sự không thể chấp nhận. Khi có phụ nữ, hãy chỉ hút thuốc nếu được sự đồng ý của họ. Dù bạn là ai, khi bước vào phòng, bạn nên là người đầu tiên chào mọi người. Đừng bao giờ ghé thăm mà không gọi trước. Nếu bạn đang đi cùng ai đó và người đó chào một người mà bạn không biết thì bạn cũng nên chào lại họ. Nếu ai đó xúc phạm bạn, bạn không nên đáp trả hoặc to tiếng với họ. Việc bạn cần làm là mỉm cười. Nếu bạn nói tôi mời, thì bạn là người thanh toán. Bạn nói đi ăn đi thì trong trường hợp này, ai trả phần của người đó. Khi dùng điện thoại hoặc máy tính của người khác, đừng vào những thư mục riêng của họ khi chưa được cho phép. Nếu có cuộc gọi nhỡ, hãy lịch sự nhắn tin khi chưa thể gọi lại. Một người đàn ông không bao giờ nên chạm vào một phụ nữ mà không xin phép cô ấy. Nếu bạn được tha thứ sau khi xin lỗi, hãy tránh những lỗi như vậy trong tương lai. Người văn minh không bao giờ chia tay bằng tin nhắn. Khi mượn xe của ai đó, hãy nhớ đổ đầy bình xăng như một cách cảm ơn. Trả lại số tiền vay càng sớm càng tốt, đừng để đến lúc họ phải đòi. Khi được ai đó nấu ăn cho, rửa bát và dọn dẹp chắc chắn là việc bạn nên làm.